Nhà cô chú thì bữa nay con được cô ý giúp chúng cha mẹ ha. Những món cha mẹ vừa làm nè ha, khá ngon ha. Cha với mà cha sẽ đẩy hết cái này khỏi cho mẹ em ăn luôn ha. Ok. Cộng mayonnaise chung cà lớn màu này mà kiểu béo béo ngọt mà chua chua hai cô chú khá ngon ha. Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay bị dịch bệnh các bạn. Mình không có làm clip cho các bạn xem các bạn, tại vì mình ở nhà không à. Bây giờ bữa nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món ăn nha các bạn. Tại vì dịch bệnh mình không có đi ra đường á, nên mình ở nhà mình làm món ăn hướng dẫn cho các bạn nha. Bữa nay mình làm cái món chả giò hải sản sốt mayonnaise nha các bạn. Cái món này các bạn làm ăn tại nhà rất là ngon. Nên mình biết gì mình hướng dẫn các bạn đó nha. Mình giới thiệu các bạn trong những cái này có cái gì nha các bạn. Ở đây là có chả lụa nè các bạn. Ở đây là hai lạng chả lụa với hai lạng chăm bông với hai lạng cơm các bạn. Với một cái củ cà rốt. Và 5 cái trứng. Với một hộp sữa nè các bạn. Hai hũ mayonnaise các bạn. Mayonnaise hai hũ. Với một chai tương ớt Cholime nha các bạn. Rồi ba bịch bọc chiên giòn. Với hai bịch bánh pía nha các bạn. Bánh pía để dành cuốn chả giò. Rồi ok, bắt đầu mình vô các bạn. Vô các bạn ơi, mình cắt chả lụa các bạn xắt hộp lụa các bạn ơi. Chả giò này nhà hàng ta hay làm, ta đãi tiệc cưới đó các bạn. Chả giò này mà các bạn làm theo của mình là ngon lắm á. Chả giò này các bạn để trong nhà, các bạn làm xong để trong tủ lạnh á, có bạn bè tới hay là có nít trẻ nhỏ gì đó các bạn, các bạn cho mấy đứa nhỏ nó ăn thích lắm. Mong các bạn ơi, mua hai lạng dăm bông với hai lạng chả lụa các bạn, với hai lạng cơm. Bên nãy cái này có mực nữa các bạn, có mực nữa, mực sao hộp lụa nữa, nhưng mà mình sáng mình mua mực không có các bạn, mình hạn chế mực luôn cũng được, tại vợ mình cũng thích ăn mực các bạn, nên mình khỏi mua mực cũng được. Tí cái cà rốt cho các bạn, cà rốt các bạn cũng sáng hộp lụa luôn nha, dao này lụt hơi lụt quá. Cắt mỗi tay luôn các bạn. Trời này như là bão các bạn, trời đang kêu bão á. Thì lớp thì dịch bệnh tùm lum, năm nay làm ăn gì khó khăn dữ. Mình năm nay mình hai chồng mình ở nhà luôn á. Năm nay hai chồng ở nhà ôm nhau chết đói luôn. Đâu có làm ăn được gì nữa. Lớp bão. Thì lớp dịch bệnh nguyên năm nay luôn hai chồng mình trắng tay luôn các bạn, làm ăn gì thua lỗ. Hôm nay dịch bệnh quá nên mình không có đi lang thang, mình quay clip cho các bạn coi các bạn. Mình ở nhà mình làm món ăn cho các bạn xem nha. Chừng nào hết dịch thì rồi mình đi lang thang ngoài đường, mình quay clip cho các bạn coi nữa. Các bạn hồi nãy mình lọt mới tôm nè các bạn, tôm sắc hộp lụa các bạn ơi. Đặc biệt là mình phải luộc qua nha các bạn ơi, luộc cơm qua nha. Luộc cơm với cái cà rốt hộp lụa nha các bạn. Bây giờ mình trong thời gian trở lại mình luộc cái này trước nha. Luộc cho nó chín nha các bạn. Luộc cho cà rốt, xắt hộp lụa nó chín với tôm cho nó chín rồi mình trộn vô mình làm nhân của chả giò các bạn. Nãy mình đã chế biến xong rồi các bạn. Mình đã luộc xong rồi nè. Cái tôm với cà rốt mình luộc chung luôn các bạn. Bây giờ bắt đầu mình đổ vô đây nha. Đổ đây mình trộn với gia vị nha các bạn. Đó. Dăm bông với chả lụa mình đổ vô chung luôn nha các bạn ơi. À.
Đây nè các bạn, đây là thịt thịt chả giò nè các bạn, trộn đều lên. Bây giờ bắt đầu mình bỏ mayonnaise vô nha. Mayonnaise này quan trọng là các bạn, cái này mình các bạn muốn ăn béo thì các bạn bỏ nhiều vô chút xíu nha. Béo thì các bạn bỏ nhiều chút xíu. Mà quan trọng cái món này là cái món của người Âu á các bạn, món Âu á các bạn. Mình bỏ béo nhiều các bạn. Mình bỏ 2 chai đi. 2 chai mayonnaise này ở ngoài quán mình mua 18 19 ngàn gì một hộp này nè các bạn. Đó. 2 chai mayonnaise thôi. Tương ớt vô các bạn. Mình chỉ vậy thôi các bạn. Đó. Quan trọng nhất là phải có cái này nè các bạn ơi, quan trọng nhất phải có cái này nè, sữa này nè. Đó, quan trọng nhất phải có sữa đó các bạn. Các bạn ăn ngọt nhiều thì các bạn để nhiều nha các bạn. Tại mình làm cái số lượng này á, mình để cỡ nửa hũ rồi các bạn, nửa hũ sữa rồi. Quan trọng nhất là gia vị nè, các bạn phải để ý nha, cái món này á là phải có sữa nè, có mayonnaise nè, có tương ớt nha các bạn. Quan trọng nhất là ba cái đó đó. Các bạn nào muốn ăn béo nhiều thì các bạn bỏ mayonnaise nhiều. Còn các bạn nào muốn ăn hơi ngọt ngọt nhiều chút xíu thì các bạn bỏ sữa nhiều nha các bạn. Phải có tương ớt nữa nha các bạn ơi. Cái này là chỉ mới nửa công đoạn thôi, một lát mình chỉ các bạn quậy bột để lăn mấy cái này nha các bạn. Bạn ơi, sau một hồi giật lộn với cái bao tay hồi nãy mình quậy không được, giờ mình chạy xuống mình lấy giá rồi đó các bạn. Đó. Chả giò này đặc biệt rất là ngon luôn đó các bạn. Rồi ok, giờ bắt đầu mình chỉ các bạn lăn cái bột nha. Xíu nước nha. Xíu nước uống của mình đó các bạn. Mình bỏ vào. Bỏ bột chiên này vào các bạn. Bỏ bột này bột chiên giòn nữa các bạn. Để mình chỉ cái hiệu cho các bạn nha. Lát chừng nào các bạn có làm các bạn mua cái hiệu này nha các bạn. Bột chiên giòn. Hiệu gì không biết luôn mà mình chỉ biết cái hiệu này thôi à. Mình không biết tên các bạn tại mình không biết tiếng Anh đó các bạn. Rồi ok, giờ bỏ nắp luôn, lát đổ sao. Làm thêm một bạch nữa các bạn. Cái này là 2 bạch đi. Mình tiếp theo là mình đập 2 cái trứng vô đây các bạn. Trứng này là 2 cái trứng vô các bạn ơi. Rồi ok, mình bóp lên các bạn. Nào các bạn thấy nó sạt sạt nha các bạn. Sạt sạt nha là mình mới lăn nha các bạn. Lăn cho nó bám vô cái cuốn chả nhỏ. Còn nó kẹo quá thì cũng không được, mà nó lỏng quá cũng không được các bạn. Cái này mời các bạn để mời các bạn theo dõi kỹ cái khúc này cho mình làm nha. Tại mình bỏ trứng vô cho cái chất này nó béo các bạn. Mình đập cái trứng nè các bạn. Trứng mình lấy cái chồng đỏ thôi các bạn ơi. Bỏ trong trắng đi. Đó, để trong đó okay, các bạn. Rồi. Bỏ này qua bên luôn bạn ơi. Bạn cái này nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình qua. Đó, giờ bắt đầu mình quấn nha. Bạn xem kỹ mình quấn nha các bạn. Lâu rồi mình không quấn chả giò nè các bạn. Tại đáng lẽ mình quấn bằng tay không đó các bạn. Để mình quấn tay không nó mới dính, mấy cái này khó quấn dữ lắm. Đây nè, mình lấy cái này mình quét vô cái này các bạn. Cho nó dính vô các bạn.
chưa? Một tuổi nha. Các bạn ơi, một hồi giật lộn với cái này mình đã quấn xong các bạn. Nè, quấn được 2, 4, 6, 8, 10, 10 mấy, 2, 3, 4 chục cuốn đó các bạn. Bây giờ bắt đầu mình bỏ bột xù lên mình quay nha. Mình tiếp tục nha các bạn, mình lăn nha các bạn. Cái bước này là bước quan trọng nhất nè các bạn ơi. Đó. Ok, bây giờ bước đầu mình lăn cái đầu tiên cho các bạn xem nha. Mình phải lăn qua cái này các bạn. Lăn qua cái này rồi mình bỏ qua bột chiên xù nè. Bột xù mình lăn qua các bạn. Đó. Cho dính đó các bạn. Đó, đây là một cái đầu tiên nè các bạn. Thấy không? Đây là cuốn chả giò đó, thành phẩm rồi các bạn. Các bạn cứ để như vậy, các bạn để vô tủ lạnh ăn có thể được 1 tháng, 2 tháng cũng được. Rồi các bạn muốn ăn chiên liền cũng được. Mình bỏ vô cái hộp đó các bạn. Rồi xong mình bỏ vô tủ lạnh. Đó. Các bạn lưu ý nha, các bạn lăn cái bột này nè, để cho nó hơi lỏng lỏng chút xíu, đừng có cho nó kẹo quá nó bám bột nhiều, các bạn ăn sẽ ngán lắm các bạn. Đó. Bên đây mình để khỏi không dùng bao tay các bạn. Dùng bao tay nó dính nó nhạt nhạt cũng khó chịu. Rồi ok, đây là cuốn thứ hai. Rồi đây cái cuối cùng xong các bạn ơi, đó. Các bạn thấy nguyên mâm đã thành phẩm rồi các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi chiên nha các bạn. Theo mình nha, theo chân mình nha các bạn. Ok, đi. Quá, các bạn phải để cho nó sôi nha các bạn ơi. Để nó lúc mà nó nguội nó dầu á, là cái bột này nó sẽ trôi ra hết nha các bạn. Các bạn để dầu cho nó thật là sôi, các bạn bỏ vô nha. Đó. Chiên các bạn để cho ngập dầu nha các bạn ơi. Ngập dầu để cho cái lúc mà cái bột á mình không có lăn để lăn lui nó sẽ trôi bột hết nha. Để dầu thật là nhiều nha các bạn. Tốt nhất là ngập cái chả giò nha. Hầu như là ai chiên chả giò đều cũng phải chiên cho ngập dầu đó các bạn. Đó, rồi. Để lúc mà nó ngập dầu, lúc mà mình chiên á, mình đừng có đụng tới nó. Mình đụng tới nó là nó sẽ chốc mấy cái này đó. Chốc mấy cái bột xù á các bạn. À, bây giờ một lát cái nó vàng lên mình gấp ra mình cho các bạn xem nha. Mình để cái máy quay xét lại cho các bạn xem nha. Đó. Mình lớn lên chút xíu. Để xét cái máy quay xét lửa quá, biết một lát nó nổ không biết nữa. Thôi kệ nó không sao. Đó, nó cứng lại nè các bạn. Cầm mình chở được cái đó các bạn. Lúc mà nó cứng rồi các bạn nhớ các bạn chở đều chút xíu nha. Để nó sẽ vàng một bên đó các bạn. Lúc mà chín chín hơn bên khác, một bên vàng á các bạn. Chả giò này các bạn dễ thấy lắm. Các bạn vô mấy nhà hàng, mấy quán ăn nữa đều có bán mấy chả giò này các bạn. Nào mà các bạn gõ thấy nó kêu cục cục á là nó vàng nó tròn các bạn. Thấy các bạn nào tinh ý á, các bạn có thể rào vô, các bạn bóp sơ sơ rồi các bạn có thể cảm nhận được cái độ tròn của nó. Rồi đây các bạn ơi, nó đã vàng nè các bạn ơi. Một mẻ đầu tiên ra lò nha các bạn ơi. Rồi mình bỏ ra cái mâm nha. Đó. Các bạn nước chấm này là các bạn bỏ phân nửa mayonnaise là phân nửa tương ớt nha các bạn. Rồi hai cái đó các bạn quậy trộn đều lại. Còn mấy em nhỏ ăn cay không được á thì các bạn có thể lấy tương cà nha các bạn. Tương cà với mayonnaise hai cái các bạn trộn lại. Còn cho người lớn ăn thì mình ăn tương ớt các bạn. Nhờ với chú thì bữa nay con được quay clip xuống cho mẹ ha. À, những món cho mẹ vừa làm nè ha. Thấy ngon ha. À. Bạn ơi. Thịt rất là ngon các bạn. Cô chú ơi. À. Cô chú. À, trộn mayonnaise tương cà lớn màu này mà kiểu béo béo ngọt ngọt mà
chua chua hai cô chú hát ngon ha. Đây nè các bạn. Đó. Thấy không các bạn, nó rất là giòn các bạn. Để mình cắn thử miếng cho các bạn xem coi nha. Cái này chấm với mayonnaise tương ớt các bạn. Rất là béo luôn các bạn. Rất là thơm ngon luôn. Bên trong còn nóng hỏi. Con cái đồ vô này. Ngon không bạn? Bên trong nó có cái này. Không phải giòn tan ở trong á, nó béo mà nó ngọt nữa. Thịt nó ngọt thịt nữa các bạn. Rất là ngon luôn các bạn. Hai con ăn hết mâm rồi luôn. Khỏi cho mẹ ăn luôn. Chị mấy mốt chuyện nào con ăn rồi thì cha chị con ăn nữa nha. Mình công nhận là cái này ngon thiệt các bạn. Không phải mình làm mình nói, nhưng mà mình làm nó đã qua sách vở, qua trường lớp, là đã qua học hỏi nhiều năm kinh nghiệm rồi các bạn. Cái này để dành cho mấy em nhỏ, mấy em mới lớn các bạn, tuổi teen á. Với em nhỏ nhỏ cả tầm này nè, cả tầm đại ca nè các bạn. Ăn là thích lắm. Còn như mình á, mình lớn rồi mình cũng ăn vừa vừa thôi các bạn. Tại mấy người lớn ta cũng thích ít ăn đồ chiên á. Như mấy đứa em nhỏ nè phải ăn đồ chiên. Hai con mình ăn hết mâm luôn nha. Chào. Giờ mới chụp cho mẹ ăn nữa. Ok ok. Tại nói chi cũng thương mẹ lắm đúng không? Mày mốt bớt uống nước ngọt lại nghe con. Dạ. Cái này trà đào. Trà đào nước ngọt nhiều quá không tốt sức khỏe đâu. Từ trước giờ con ăn món này làm rồi chưa? Dạ chưa. Vậy mày mốt con cha làm thường xuyên con ăn nha. Ok không? Làm nhiều món ngon khác nữa. Video mình tới đây là kết thúc video các bạn ơi. Các bạn nào thấy có ích các bạn like, chia sẻ, nhấn đăng ký các bạn để mình ra nhiều món ăn mới để cho các bạn tham khảo nha các bạn. Rồi xin chào các bạn, xin chào cô chú ơi con. Xin chào cô chú. Rồi.